Fine watchmaking, chế tạo đồng hồ cao cấp, là một thuật ngữ thường thấy trong ngành sản xuất đồng hồ xa xỉ. Vậy nó có nghĩa là gì? Một chiếc đồng hồ cao cấp thật thụ khác gì với một chiếc đồng hồ thường? Đối với bất kỳ ai vừa mới bước chân vào thế giới đồng hồ, họ thường sẽ quan tâm đồng hồ với tư cách là đồng hồ, chứ không phải vật dụng có thể xem giờ. Nói một cách dễ hiểu, mục đích mua đồng hồ ban đầu của khách hàng thường không phải để xem giờ. Lúc này, câu hỏi đầu tiên hiển nhiên là làm thế nào để phân biệt đồng hồ cao cấp, đồng hồ tốt và đồng hồ thông thường? Câu hỏi này có thể rất khó hiểu, ngay cả khi bạn đã tìm hiểu sâu về đồng hồ. Giá cả và chất lượng của đồng hồ chính hãng ngày nay nằm trong một phạm vi gần như vô hạn, có thể mở đầu từ vài triệu cho đến vài chục tỷ. Nếu bạn cho rằng khi giá cả đồng hồ tăng lên, chất lượng của nó cũng tăng theo. Vậy tại sao cùng là đồng hồ cơ automatic bằng thép, chống nước, nhưng nó lại có giá 2 triệu từ nhà sản xuất này và hơn 50 triệu từ nhà sản xuất khác? Vào thời điểm này, trong lịch sử của đồng hồ đeo tay, việc tìm ra một chiếc đồng hồ chính hãng bị đánh giá tệ gần như không có. Công nghệ cơ bản đằng sau đồng hồ đã trải qua một quá trình cải tiến tiến bộ trong khoảng 500 năm, và con người chúng ta đã rất giỏi trong việc chế tạo ra chúng. Như vậy, câu trả lời đơn giản cho câu hỏi đâu là một chiếc đồng hồ cao cấp, đó là đồng hồ cao cấp nếu nó đáng tin cậy, bền bỉ và chính xác, đồng thời mang đến sự phù hợp, được hoàn thiện tốt và hiệu suất phù hợp với giá tiền mà chúng ta bỏ ra. Lý do nào mà đồng hồ của một số nhà sản xuất được cho là cao cấp hơn đồng hồ của các nhà sản xuất khác? Fine nghĩa tiếng Việt là tốt, nhưng nó cũng mang ý nghĩa cao cấp. Như vậy, fine watchmaking có thể hiểu là chế tác đồng hồ cao cấp. Trên thị trường thế giới, những chiếc đồng hồ tốt tại Việt Nam không đủ để trở thành một phần của fine watchmaking. Chúng cần phải là những chiếc đồng hồ cao cấp thật sự, từ khâu chế tác, thiết kế, độ hoàn thiện và kể cả danh tiếng của thương hiệu. Có rất nhiều chiếc đồng hồ cao cấp ngoài kia, nhưng có rất ít đồng hồ thực sự cao cấp đều chuẩn cho những gì cấu thành một chiếc đồng hồ cao cấp. Ngoài ra, còn có độ hoàn thiện của đồng hồ, một trong những khía cạnh thường được thảo luận nhưng khó đánh giá nhất trong quá trình sản xuất. Các tiêu chuẩn về độ hoàn thiện bộ máy cao cấp phần nào phụ thuộc vào khu vực địa lý. Ví dụ như trong ngành chế tác đồng hồ ở Anh, các kiểu trang trí đôi khi khác hẳn so với ở Thụy Sĩ. Độ hoàn thiện của đồng hồ cao cấp sẽ như thế nào? Tiêu chuẩn cao nhất của độ hoàn thiện là nó phải được làm thủ công, càng nhiều càng tốt. Việc không trang trí một phần hay toàn bộ đồng hồ không có nghĩa là nó không có chứa các yếu tố thủ công, chỉ là đôi khi chúng ta sẽ không thấy được. Chẳng hạn như nó được thực hiện thủ công trong quá trình lắp ráp, kiểm tra chất lượng và tinh chỉnh. Một số thương hiệu có rất nhiều công việc thủ công trong khâu đánh bóng vỏ máy, các điểm đánh dấu giờ và kim đồng hồ, hoặc trong quá trình chế tác mặt số, nhưng hầu như không hoàn thiện thủ công trong bộ máy. Tuy nhiên, việc hoàn thiện bộ máy công nghiệp với công nghệ cao có thể tạo ra những thành phẩm rất đẹp và tinh xảo, nhưng nó không phải fine watchmaking. Việc hoàn thiện thủ công ở cấp độ cao nhất là cực kỳ khó thực hiện. Ngoài ra, nó khó theo cách mà rất ít người trong số chúng ta thực sự hiểu được. Nó đòi hỏi một mức độ khéo léo của các bậc thầy có bề dày hàng chục năm kinh nghiệm. Chỉ khi bạn tận mắt chứng kiến, bạn mới cảm thấy nhận thức của mình về đồng hồ cao cấp chưa bao giờ là đủ. Vậy điều gì khiến chế tác thủ công trở nên đặc biệt? Và làm thế nào để biết đồng hồ của bạn có được làm thủ công hay không? Hãy chờ đợi lời giải đáp ở video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Duyên Watch, đại lý ủy quyền chính thức các thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Truy cập đồnghoduyen.com để biết thêm chi tiết.